Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Phụ gia của công ty hóa chất Hải Đăng thuộc tập đoàn BMC Group. Ngày hôm nay thì tôi xin giải đáp thắc mắc của nhiều bạn, đó là cách nào để bảo quản thực phẩm luôn tươi mới, chống mốc và lâu hỏng hơn. Thì bên công ty hóa chất Hải Đăng nói riêng và tập đoàn BMC Group nói chung xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm BMC Sobat. Đây là phụ gia chất bảo quản giữ cho sản phẩm từ tinh bột luôn tươi mới, đặc biệt là bánh trung thu. Thì nguyên liệu của BMC Sobat được nhập khẩu 100% và sản xuất tại Nha Trang. Công dụng chính là chống mốc, chống vi sinh vật, kéo dài thời gian sử dụng của sản phẩm. Mỗi 1kg sản phẩm thì mình chỉ sử dụng từ 1 cho đến 2 gam và có giấy chứng nhận của Bộ Y tế an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Cách sử dụng thì cho vào quá trình làm hoặc pha thành dung dịch 10% và phun lên bề mặt của sản phẩm. Ứng dụng trong các loại nước giải khát, bánh kẹo hay là các sản phẩm từ tinh bột. Đặc biệt là khi rằm tháng 8 đang đến gần, mọi người đều muốn làm bánh trung thu để bán hay biếu tặng thì hãy dùng thêm BMC Sobat để bảo quản chiếc bánh của bạn được lâu hơn, mới hơn, tránh trường hợp lãng phí khi làm quá nhiều mà không để lâu được. Và để biết rõ hơn về sản phẩm BMC Sobat, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0934564401 để được tư vấn và cũng như là hãy thông tin dưới comment.